Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Lê Thị Hương Lan, là sinh viên khóa 3 của Đại học EDX, mã số sinh viên CUV021HB008. Bọn tôi đang học bộ môn phương pháp học tập chủ động của thầy Nguyễn Đình Hùng. Thì như hôm trước, tôi đã nói về vấn đề học để làm gì. Vậy thì học để làm gì? Nếu mà muốn biết học để làm gì, thì các bạn xem video trước của tôi nhé. Còn ngày hôm nay thì tôi xin nói về vấn đề học để tìm thấy chính mình và học để làm việc. Việc học là việc cần thiết để tìm được ra tri thức. Bởi vì khi mà con người chúng ta sinh ra ấy, chúng ta chưa được tiếp cận gì hết về học hành. Chúng ta không biết gì về học hết cả. Chúng ta chỉ là những con người bình thường, sinh ra lớn lên trong cái vũ trụ to lớn. Cái việc học để chúng ta bù đắp từng ngày, để chúng ta có thể cải thiện bản thân, cải thiện đất nước hơn. Còn việc học nó như là ở ngoài biển ấy, mênh mông á, mà rất là rộng lớn nữa. Chúng ta không thể học ngày 1, ngày 2 mà có thể là học xong rồi chúng ta có thể phải học cả đời, học mãi mãi. Thì mà kiến thức con người ấy, giới hạn của con người thì có hạn. Không phải là ai có thể nhồi nhét học lấy học để vào được. Thì ai sinh ra cũng phải học. Đơn giản nhất là việc mà trẻ em phải học ăn, học nói, học đi, rồi đến trường được học viết, được học các môn tự nhiên và xã hội. Chúng nó cũng được học xong rồi lớn lên, hình thành con người, bản chất. Rồi cái việc học càng ngày càng được nâng cao lên. Chứ không phải là chúng ta học xong, chúng ta biết viết rồi, chúng ta biết đọc rồi, chúng ta có thể thành công được. Có những người nói là tại sao người kia không học mà họ vẫn thành công? Thì liệu mình như thế mình có thành công hay không? Thì dạ vâng, không phải là người ta không học, mà là người ta không học trên trường, mà người ta sẽ học ngoài đời. Có một người đã nói một câu rằng là đọc sách không bằng suy ngẫm, học trên trường không bằng học ở ngoài đời. Thì trên trường thì chúng ta chỉ biết là học trong sách giáo khoa, học của thầy cô, học của các bạn, mà các bạn thì cũng học của thầy cô mà thôi. Chúng ta luôn luôn là học trên một cái khuôn ấy, học thêm trên một cái suy nghĩ, phương pháp học tập của người khác, không phải của chính mình. Mà ở đấy thì họ chỉ yêu cầu là thuộc với những gì mà họ đã dạy, chứ không phải là được học. Mà ở đấy họ quan trọng rất nhiều về điểm số, chứ không phải là kỹ năng. Không phải là các em đã hiểu chưa, xong rồi là các mọi người đồng thanh là sẽ hiểu rồi ạ. Nhưng mà trong khi đấy thì chả hiểu gì. Đúng, bản thân tớ ngày xưa đi học cũng vậy. Khi mà giáo viên dạy trên lớp ấy, chỉ bảo là em hiểu rồi. Nhưng mà trong cái đầu tớ nó rỗng tuếch cả, tớ có biết cái gì đâu. Ngồi dưới nghe xong chờ chuông reo hết giờ đi về thế thôi, hoặc là chờ ra chơi. Chứ thật sự là có học hành gì đâu. Còn học ngoài đường đời ấy, nó không, nó không dạy đâu, mà nó đánh ngã mình luôn đấy. Nó đánh ngã mình xong nó mới dạy cho mình một bài học cơ, chứ nó không dạy, không dạy luôn đâu. Và nếu mà sau khi mà mỗi lần vấp ngã, mà mỗi lần mà đứng lên được ấy, thì lúc đấy con người mình lại thành công, lại trưởng thành ra một hơn một tí. Mỗi lần như thế lại trưởng thành ra. Cái việc mà bạn mắc sai lầm của lần này thì bạn phải rút kinh nghiệm cho lần sau, cũng như là bạn phải rút kinh nghiệm từ những cái lần sai của người khác. Bởi vì cuộc đời bạn không thể làm mà sống để sai hết đâu. Bạn không thể làm mà sai nhiều mà bạn có thể làm lại đâu. Bởi vì cuộc đời này nó ngắn lắm, nên là bạn phải biết chọn lựa, biết học cái nào nên học, cái nào không nên học. Bởi vì ngoài xã hội kia học được cái rất là tốt, học được nhiều thứ lắm, học được sự mưu sinh. Mà nói đến vấn đề đi học thì các con cái, các bạn trẻ cũng phải đi học. Với một cái thế hệ 4.0 như hiện nay thì nhà nhà ai ai cũng
cho con ngồi máy tính, ngồi điện thoại, đứa nào cũng có một cái riêng, xong rồi là chẳng biết học hay không nhưng mà cứ chơi game thôi. Nhà tớ có một đứa đây, ăn ngủ nghỉ nó cứ khóc là phải điện thoại, phải xem cho nó xem rồi, nhưng mà thật sự là cái đấy nó cũng có hai mặt, thì nó bị phụ thuộc vào cái đấy lắm, xong rồi là mắt nó cũng dần dần yếu đi, xong rồi là mắt nó không được bình thường ấy. Nhưng mà bù lại thì nó học được những cái tốt ở trên mạng ấy, thấy xong bắt đầu thấy vui, xong rồi cười đùa, xong rồi biết lễ phép chào hỏi, xong thấy nó xem cho mà nó biết được mấy cái đấy mình cũng thấy hay hay. Nhưng mà thật sự là nếu mà cứ buông thả và xem một cách mà triền miên, mà kiểu không có một sự tính toán, không có sự một cái phương pháp nào, thì thật sự là như thế là không được. Thì phụ huynh cũng phải học cho các con em một cái phương pháp mà các phương pháp dạy con như thế nào nữa, không phải là cái việc mà cứ cấm chúng nó là được. Bởi vì việc mà cái tuổi mà đang muốn biết ấy, thì càng cấm bao nhiêu thì chúng nó lại càng tò mò và muốn biết bấy nhiêu. Nhưng cái việc mà nó so mà ép quá chặt ấy, ép càng chặt thì cái độ lẩy của nó càng cao, càng xa luôn. Nên là chính vì cái việc giảng dạy, cái việc phương pháp dạy con như thế sai ấy, thì dẫn đến có một cái thế hệ không đúng, một cái thế hệ mà mất đi rất là nhiều bạn trẻ, bị sa ngã, không biết lối ra. Thì phụ huynh phải như thế nào? Phụ huynh phải có những cái phương pháp tốt này vào, có thể đồng ý cho con làm cái đấy, nhưng với một điều kiện, những cái điều kiện thì với những nội quy mà phụ huynh phải đặt ra là con phải làm xong cái đấy thì con mới được phép làm cái kia, đúng không? Chứ ví dụ mà cứ bao bọc mãi là con nên thế này, con nên thế kia, con không được như thế này, con không được như thế kia, thì mãi mãi nó cũng chả biết một cái gì cả. Cái kêu là ngoài kia nhiều người xấu lắm, ngoài kia xã hội nó không như là ở nhà đâu, không được mà, như không được lo lắng, không được chăm sóc như mẹ chăm sóc con đâu. Thật sự thì cái đấy ấy, nếu mà không đưa nó ra ngoài ấy, thì nó biết người xấu sẽ như thế nào. Hiện và cách đối xử, cách làm thế nào để khi mà gặp người xấu mình không bị làm sao. Cái việc đấy phụ huynh cần cực kỳ lưu ý luôn ấy. Với lại như chúng ta đã biết đấy, thì việc mà một con cá sống trong một cái môi trường bẩn, nó không thể vùng vẫy và cũng không thể khiến cái ao đấy nó trở lên sạch hơn được. Cái việc từng ngày của nó ấy là bắt đầu là tiếp nhận, chấp nhận nó và tiếp nhận cái môi trường đấy, tập sống trong cái môi trường đấy. Chứ nó không thể nào mà khiến cái môi trường đấy sạch lên được. Cũng như Covid bây giờ, chúng ta không thể đẩy lùi nó, chúng ta không thể kháng nó trong một ngày, ngày một, ngày hai được. Thì chúng ta đành phải từ từ sống chung với nó. Nhưng sống chung ở đây không phải là cứ sống là sống thôi. Chúng ta phải có những nội quy, những quy định khi mà sống cùng với nó. Việc học cũng thế, đưa ra cho mình được những cái phương pháp học tập đúng, những cái phương pháp giảng dạy đúng, thì chúng ta sẽ có một xã hội, sẽ có một con người của sau này tốt hơn. Thực sự là cái phương pháp học để tìm lại chính mình ấy, thì nó có tìm lại đam mê, tìm lại sở trường, tìm lại tự do, tìm lại hạnh phúc, tìm ra cái lĩnh vực mà mình muốn hướng tới. Thì thực sự là những cái đấy là ở trong con người mình. Tự do là không cần phải nghe theo ai, không cần phải ràng buộc phải ai hết, là tự chân mình đi, tự chân mình làm, tự những gì mình làm hết, mình làm chưa đúng thì lần sau làm lại, làm đi làm lại, làm mãi rồi sẽ đúng. Bởi vì là cuộc đời mà, ai cũng có vài lần là lần đầu, là lần đầu luôn, chứ không phải là bạn sinh ra là bạn đã biết làm cái đấy. Không, bạn có thể làm sai, bạn có thể làm lại. Mà thời gian thì là do ta nắm bắt, là do ta chi phối mà. Nên là cái việc mà
học tập thì luôn luôn phải đi lên. Việc tìm lại hạnh phúc thì thật sự là hạnh phúc không thể nào mà đong đo đong đếm được. Mỗi người sẽ có một khái niệm về hạnh phúc khác nhau. Người thì cho rằng là mình kiếm được từ này là mình đã hạnh phúc rồi. Nhưng mà có người thì hạnh phúc đơn giản là họ có thể nhìn người thân của họ sống bình yên thôi. Còn đâu học để làm việc thì mỗi người sẽ có những mục tiêu và những chí hướng riêng. Có người thì học để làm học làm kỹ sư, học để làm nhà quản lý, nhà lãnh đạo hay là doanh nhân gì đấy. Thì việc học của mỗi người sẽ là khác nhau. Nhưng mà việc như thế sẽ làm chúng ta nâng cao bản thân mình hơn. Mình tìm được con đường lối đi của chính bản thân mình, thì mình sẽ biết là mình nên xuất phát từ đâu, mình nên đi như thế nào, điểm đích của mình sẽ đi mất trong bao lâu. Thì cái đấy là do bản thân mình tự nắm bắt thời gian của mình mà. Thời gian công sức, từng bước chân của mình mà mình có thể tự đong đo đong đếm được. Thì việc học cũng như vậy. Học ở đây thì học từ những cái nhỏ nhất thôi, từ những bước đi chập chững. Nên là không thể nào mà bỏ mất việc học. Thực sự là việc học rất là quan trọng. Tuy là nghe thấy học là thấy chán, đúng không? Mọi người học nhiều thế, sao học nhiều như thế mà mãi không thấy đầy. Đúng vậy, việc học không thể nào mà đầy đắt được. Bởi vì là một cái thiên hà vũ trụ rộng lớn như thế này, mình chỉ là một cá thể bé thôi. Cái việc mà mình học được nó không là cái gì so với ngoài kia cả. Nên là chúng ta phải luôn cố gắng, luôn nỗ lực để có thể xây được lên những ngôi nhà tri thức của chính bản thân mình, cũng như là giúp ích cho tương lai, cho cuộc sống sau này nó tốt hơn. Đấy. Thì như nào nữa nhỉ? Thì việc học cũng chỉ thế thôi, cũng không biết bắt đầu đâu mà cũng không có điểm kết thúc luôn. Học cứ học nữa, học mãi, học đến già, học từ trẻ đến già, từ lúc sinh ra, từ lúc được dưỡng dậy đến mãi sau này luôn. Thì cái việc học đấy, nhắc lại một lần, là cực kỳ quan trọng để học, để mình có thể tự tin này. Mình làm nhiều, nói nhiều, thực hành nhiều để bản thân mình tốt đẹp hơn mỗi ngày. Mỗi ngày sẽ tốt đẹp hơn, và mỗi ngày sẽ luôn luôn đi lên, không thể nào mà đi xuống được. Cuộc sống này thì luôn luôn cho ta những thử thách. Vượt qua được những thử thách đấy thì chúng ta sẽ trưởng thành. Nếu mà có cục ngã xuống thì cũng không sao. Bởi vì là bạn cục ngã xuống mà cho rằng mà bạn đứng lên được, thì bạn đã chứng minh rằng là bản thân của bạn chưa bao giờ từ bỏ, chưa bao giờ ngừng cố gắng về cái lĩnh vực đấy. Nên là ngã thì không sao, ngã thì phải đứng lên được, phải cố gắng, phải tiếp tục nỗ lực, thực hành và làm nhiều, hiểu nhiều để có một tương lai tươi sáng hơn. Chứ không thể nào mà học xong rồi bỏ giữa trường học để cho vui. Thôi nay tao chán học rồi, tao không học nữa. Bởi vì là vui chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Chúng ta không thể nào mà vì cái vui thế mà mày vui thế học đi. Xong rồi thôi, nay hết vui rồi, mai buồn, hôm nay buồn lắm, tôi chả học nữa đâu. Như thế thì chúng ta sẽ mãi ở trong một cái vòng quấn mà không thể nào đi ra được. Vì người người ấy, ai ai cũng phải học đúng không? Ai ai cũng phải trưởng thành và lớn lên. Thì mỗi người sẽ có những suy nghĩ và cảm nhận khác nhau về việc học. Thì cảm ơn mọi người và thầy cô đã lắng nghe về việc học của em. Chúc mọi người luôn luôn học tập, tìm hiểu và luôn luôn tiến xa hơn với con đường dẫn đến tri thức, con đường dẫn đến thành công. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Xin chào mọi người.